Mặc dù mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư tài chính Bitcoin, bất động sản, nhưng Phạm Thị Thúy, 32 tuổi, quê ở Nghệ An, sống tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã huy động đến hàng chục tỷ đồng. Do thua lỗ, Thúy tiếp tục dựng lên các dự án kinh doanh không có thật để lừa đảo. Chiều 16 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thúy 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, Thúy đầu tư tài chính, tiền ảo Bitcoin và bất động sản. Dù mới tham gia các lĩnh vực này, nhưng Thúy muốn huy động vốn để đầu tư nên dùng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quảng cáo sự kiện thanh thúy do Thúy làm giám đốc để kêu gọi nhà đầu tư. Trong khi đó, từ khi thành lập năm 2017 đến khi bị bắt, công ty Thúy chỉ thực hiện được hai sự kiện nhỏ lẻ với tổng giá trị hợp đồng 110 triệu đồng. Từ năm 2019, công ty không hoạt động kinh doanh. Thúy dựng lên các dự án kinh doanh quy mô lớn như biển hiệu ngoài trời, thi công đèn led, bảng quảng cáo, lợi nhuận cao từ 15 đến 50% trong thời gian ngắn, từ 2 đến 6 tháng để nhiều người góp vốn. Ban đầu, Thúy dùng tiền người góp sau trả gốc và lãi cho người trước, nhưng sau đó, các lĩnh vực đầu tư tài chính tiền ảo Bitcoin và bất động sản đều thua lỗ nên Thúy mất khả năng trả nợ. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, Thúy lừa 6 người chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Thuyết trả lại được gần 8,5 tỷ đồng còn lại số tiền hơn 16 tỷ đồng ngoài ra thuyết còn bị ba người tố cáo lừa đảo với số tiền gần 25 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch vay mượn dân sự nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ở vụ án khác